Kinh văn. Đức Phật bảo A Nan: Ông với Như Lai là anh em cùng một dòng họ. Khi mới phát tâm tu tập trong giáo pháp của Như Lai, ông thấy điểm thù thắng nào mà từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian để xuất gia? Giảng. A Nan cung kính chờ đợi được nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. Nhưng trước tiên, Đức Phật lại gạn hỏi nguyên nhân ban đầu khiến A Nan phát tâm xuất gia ra sao. Đức Phật bảo A Nan: Ông với Như Lai là anh em cùng một dòng họ. A Nan và Đức Phật là anh em chú bác. Đức Phật nói với A Nan: Ông và tôi như là anh em ruột. Khi người ta nói anh em cùng một dòng họ, có nghĩa là ở trên đời tình bà con dòng họ là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Những dạng quan hệ bà con như thế tạo nên một dòng luân hồi tự nhiên. Sau khi mình làm con trai hoặc con gái trong một gia đình, quý vị sẽ trở thành cha hoặc mẹ trong gia đình ấy. Còn nếu quý vị hiếu thảo với cha mẹ mình, thì sau này con cái mình sẽ có lòng hiếu thuận với quý vị. Nếu quý vị không có lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì con cái quý vị sau này cũng không có hiếu thảo với quý vị. Nên nói rằng, bách thiện hiếu di tiên, cực ác dâm tối trọng. Trong các điều thiện, lòng hiếu thuận là hàng đầu. Trong các điều ác, tà dâm là tội rất nặng. Ở Trung Hoa, lòng hiếu thuận được xem là căn bản của các điều thiện. Trong văn học Trung Hoa, có ghi chuyện của 24 người con hiếu thảo, nhị thập tứ hiếu truyện, như chuyện Đường Tương khóc cầu dưa sau đây. Cha mẹ của Đường Tương bị bệnh, thích ăn dưa hấu, một loại dưa được trồng nhiều ở miền Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên lúc ấy là mùa đông, tuyết phủ đầy mặt đất, làm sao có được dưa hấu? Nên Đường Tương phải gieo hạt giống dưa xuống đất đóng băng, rồi nằm phủ thân mình trên đất để làm cho băng tan, rồi bắt đầu khóc than kể lể. Cầu mong cho hạt giống dưa này chóng nảy mầm, kết trái, để cho cha mẹ tôi ăn mà khỏi bệnh. Đường Tương vừa than vãn vừa khóc thảm thiết cho đến khi có phép lạ xảy ra. Chẳng gì khác hơn, đó là sự cảm ứng từ các vị Bồ Tát, chư Phật hoặc là từ quỷ thần. Ngay lúc ấy, có một quả dưa mọc ra, lớn lên, chín dần để cho Đường Tương hái đem về dâng cho cha mẹ dùng. Đó là sự cảm ứng mầu nhiệm đáp lại lòng mong cầu chân thành của người con chí hiếu. Nên người ta thường dẫn chuyện Đường Tương khóc qua để nói về hạnh hiếu. Còn chuyện Mạnh Tông khóc măng như sau: cha mẹ của Mạnh Tông thích ăn măng tre, anh ta không thể tìm đâu ra. Anh ta đến bên bụi tre ngồi khóc. Anh khóc cho đến khi có một mụn măng mọc lên từ chỗ nước mắt của anh giọt xuống. Sự tình lạ lùng ấy không thể nào hiểu nổi. Đừng có mong dùng tâm suy lường mà hiểu được. Từ đó có tích Mạnh Tông khóc măng. Lại có Dương Tường, cả cha mẹ đều bị bệnh nặng trong tiết mùa đông băng giá. Cha mẹ ăn cá chép. Dương Tường nghèo quá không có tiền để mua. Nước ở các sông hồ đều đóng băng. Thế nên ông ta cởi áo, nằm trên băng tuyết. Ở miền Bắc Trung Hoa, băng đóng rất dày vào mùa đông, nhưng thân nhiệt trong người ông đã làm cho băng tan. Làm thế, ông ta mới câu được cá chép từ kẻ băng đứt. Nhưng bỗng dưng có một con cá chép từ kẻ băng tan nhảy lên. Dương Tường ôm cá chạy về nhà kể cho cha mẹ nghe chuyện xảy ra. Cha mẹ Dương Tường nói: chúng ta sẽ không ăn con cá này nữa, vì có thể cá này là con trai của Long Dương gửi đến cho chúng ta. Rồi đem cá phóng sinh.
dù họ không ăn, nhưng bệnh tình của họ vẫn được thuyên giảm liền. Đó là chuyện Dương Tường. Lòng hiếu thuận chân thực có thể cảm động đến trời. Con trai, con gái nên chú tâm đặc biệt thực hành hạnh hiếu thuận. Vua Thuấn của Trung Hoa là người chí hiếu, đến nỗi voi trên rừng cũng xuống giúp ông cày ruộng, chim cũng giúp ông gieo hạt. Khi mới phát tâm tu tập trong giáo pháp của Như Lai, ông thấy được điểm thù thắng nào mà từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian mà xuất gia? Đức Phật hỏi A Nan: trước hết điều gì đã khiến ông từ bỏ tình cảm thế gian để sống đời xuất gia? Ông đã cảm nhận được trạng thái thù thắng nào trong tâm thức khiến ông phát tâm xuất gia? Trên đời này, tình thương của cha mẹ và con cái rất lớn lao, và tình yêu giữa vợ chồng cũng rất mãnh liệt. Nếu con người có khả năng chuyển hóa tình cảm giữa vợ chồng với nhau sang sự yêu thích học tập Phật Pháp, thì chẳng có ai mà không được chứng ngộ. Bất hạnh thay, hầu hết mọi người đều không làm như vậy. Nếu quý vị làm được như thế, đó thật là điều tốt đẹp, bất khả tư nghi. Kinh văn: A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, do con thấy 32 tướng tốt thù thắng vi diệu tuyệt vời của Như Lai, hình thể sáng chói trong suốt như ngọc lưu ly. Giảng: nói nhanh, Đức Phật bảo, không được suy nghĩ, hãy nói ngay điều gì đó đã khiến ông xuất gia. Do A Nan đã chuẩn bị để trả lời một cách đơn giản, nên A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, do con thấy 32 tướng tốt thù thắng vi diệu của Như Lai. Từ vô kiến đảnh tướng ở trên đảnh đầu nổi lên như nhục kế, cho đến dáng dấp cân đối tuyệt hảo, đến 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm của thân Phật. 32 tướng tốt ấy rất thù thắng, vi diệu, tuyệt vời, đẹp hơn tất cả những gì mà A Nan đã thấy được. A Nan nói: không có gì trên đời có thể so sánh được với dáng dấp trang nghiêm tuyệt hảo như thân tướng Như Lai. Báo thân Phật là hình thể sáng chói, trong suốt như ngọc lưu ly. Ha ha ha,